Follow me, yeah, we got it. Let's get this party started. Party started. Let's get this party started. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Let's get this party started. Trên mảnh đất Club Quea làng văn hóa 54 dân tộc ạ. Tiếp theo người bạn làm riêng Club Quea Xuân Mai. Club Quea Trắng Hà Nội, các bạn đang ở đâu ạ? Club Quea Đông Anh. Club Quea Trương Mỹ. Club Quea Phúc Thọ. Cho Việt Cubin thấy tất cả các cánh tay của anh em Club Quea Gia Lâm đang ở đâu ạ? Club Quea Ứng Hòa. Club Quea Thạch Thất. Và người anh em kết nghĩa Club Quea Thị xã Phú Thọ. Cho mình quý vị nhìn thấy tất cả các cánh tay của anh em thị xã Phú Thọ đã hết rồi nhở? Club Quea Đất Tổ. Club Quea Thanh Sơn. Club Quea Hùng Phương. Club Quea Tam Nông. Club Quea Minh Phúc. Club Quea Tích Tường. Club Quea Sông Lô. Club Quea Yên Bái. Club Quea Cao Bằng. Cho Việt thấy tất cả các cánh tay của anh em Club Quea Phú Lương đang ở đâu ạ? Club Quea Phổ Yên. Club Quea Lạng Sơn. Club Hương Yên 89 ở đâu ạ? Và cuối cùng là đội chủ nhà Club Quea Ba Vì. Tất cả các bạn ở đâu ạ? Vâng, kính thưa quý vị, một năm có 365 ngày và hành trình 365 ngày đó chắc hẳn là có một ngày vui đặc biệt cho mỗi con người chúng ta. Và ngày hôm nay chính là ngày vui đặc biệt cho toàn thể thành viên Club Quea Ba Vì. Vâng, ngày 11 tháng 6 năm 2017, Club Quea chính thức tròn 2 năm thành lập câu lạc bộ. Rất mong được đón nhận niềm vui mới, trải nghiệm mới và đặc biệt hơn là được đón nhận tình cảm ưu ái từ tất cả các đội bạn. Thì các bạn cũng biết, Club Quea Ba Vì chúng tôi đã đi vào hoạt động sau năm thứ 2 nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo điều kiện làm quen, giao lưu, gắn kết với các thành viên nói riêng, các Club Quea nói chung. Chúng
chúng tôi mong muốn được đặt chân tới các miền đất mới, được giao lưu với tất cả các club Quea trên các tỉnh thành thuộc khu vực phía Bắc. Một lần nữa, chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện có mặt của toàn thể các club Quea đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Hướng tới lễ kỷ niệm 2 năm thành lập club Quea Ba Vì, xin mời đại diện các club lên sân khấu trao cờ lưu niệm và cắt bánh sinh nhật cùng đội chủ nhà. Xin mời Câu lút Quê A Phúc Thọ. Câu lút Quê A Phúc Thọ nào anh ạ?